Bà con nông dân đang vào thời điểm cho vụ hè thu năm 2023. Tuy nhiên, theo ghi nhận, trên đồng hiện xuất hiện số lượng chuột rất lớn. Với đặc tính sinh sản nhanh, trưởng thành sớm, nguy cơ chuột gây hại nặng nếu công tác phòng trừ không được quan tâm. Vấn đề này sẽ được giải đáp trong chương trình trực tiếp tọa đàm với chủ đề vụ hè thu 2023 phòng trừ chuột hại với Racumin 0.75TB. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Bayer Việt Nam thực hiện sẽ được phát sóng trực tiếp vào lúc 19 giờ tối thứ ba ngày 9 tháng 5 năm 2023 trên kênh truyền hình STV1 trên sóng phát thanh FM tần số 100.4MHz và phát trực tuyến tại website thst.vn, trên YouTube và Facebook Truyền hình Sóc Trăng. Buổi tọa đàm có sự tham gia của các nhà khoa học, tiến sĩ Nguyễn Đức Cương, trưởng bộ môn bảo vệ thực vật diện lúa đồng bằng sông Cửu Long, kỹ sư Huỳnh Ngọc Hạp, phó chi cục trưởng chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Sóc Trăng, kỹ sư Nguyễn Hoài Hưng, quản lý kinh doanh bộ phận khoa học môi trường Công ty Bayer Việt Nam. Mời bà con nông dân đón xem chương trình và trao đổi với các nhà khoa học qua số tổng đài đường dây nóng 02993 526 526.